Ok mọi người ơi, thì bây giờ mình sẽ unboxing cái thùng này ha. Thùng này là sushi hả ta? Ồ, là sushi nha. Hai thùng sushi và một thùng sticker đó. Ồ, chu chê rất là đẹp luôn nè. Rất là xinh luôn. Thùng này thì tôi có đây là chim cánh cụt ha, tôi về lại. Em mình rất là hot luôn á. Đợt nào mình về là cũng rất là hết hàng rất là nhanh. Chậm tăng nha, chất vẫn như ngày nào thôi. Ủa, tôi có thêm một cái em chén ngũ sắc. Đây, và đây là ba cái em mà tôi hot. Vậy ok, và đây là ba cái em mà tôi mong chờ nhất ngày hôm nay luôn. Đó chính là bánh khối nha mọi người. Đây mọi người, nhưng mà nó to quá luôn á, nó to hơn tôi tưởng tượng luôn á. Tôi về được 3 em. Trong thùng này là có 3 em nhưng mà tôi đặt là 7 em tổng cộng á mọi người. Trời ơi, không ngờ là nó to như vậy luôn ấy. Nó to hơn cái tay của tôi luôn nè mọi người. Đó. Siêu to. Mà nó không có thơm lắm nha, thơm nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà nó có thể là có chút khuyết điểm á mọi người. Ui, siêu đã luôn. Trong thùng này là có 3 em nè. Còn 4 em thì không, chắc là chưa về. Trời ơi, siêu siêu mềm luôn á. Tôi không nghĩ là nó to đến vậy luôn á mọi người. Tôi sẽ ra video báo giá sau nha. Trời ơi, rất là to. Mà em là đã có trong bịch sẵn rồi, nên tôi để vậy luôn. Đẹp lắm mấy bà ơi. Nhân tay hốt nha. Rồi, sang cái thùng cuối cùng là cái thùng sticker. Thì rất là lâu rồi tôi không unboxing thùng sticker đúng không? Tại vì hồi mấy lần trước ấy thì là nó về cũng lắc nhắc nhắc ấy, mới lại đơn cũng nhỏ nữa, nên là tôi không có ra video unboxing. Nhưng mà lần này thì nó về một kiện như thế này, tôi thấy này là cũng ổn, về chung với sushi luôn, nên là thôi tôi unboxing luôn. Ta-da. Trời ơi, luxury và này nọ nha. Oh, đầu tiên là sticker dây dài nha mọi người. Thùng này thì cũng ít thôi, cũng không có nhiều sticker đâu. Mà cũng đầy đủ mẫu nha, cho mọi người mua luôn. Còn đây là sticker 6 tấm trong. Còn đây là sticker set 4 tấm. Đó, gì được mấy set thôi. Sticker girly nè, sticker 6 tấm, sticker 6 tấm truyền thống. Và đây, này được 3 cuộn à. Sticker tên cảm ơn ha. Ta-da. Và cuối cùng là một dàn washi băng keo nha cả nhà. Ta-da. Và cuối cùng là một dàn washi băng keo luôn cả nhà ơi. Cái này là tôi về lại á. Đợt này là tôi cũng về luôn. Đó, rất là đẹp anh. Rất là xịn xò con bò luôn. Tôi về được 10 set lận á. Rất là nhiều luôn nha. Đó. Rất nhiều luôn cả nhà ơi. Ok, và video unboxing của tôi mới là kết thúc rồi. Thì mọi người cố gắng đợi tôi ra video báo giá nha. Bye bye mọi người.